À, cái video này sẽ thông báo đến tình hình hiện giờ. Trước hết thì mình cảm ơn những bạn đã theo kiểu có tâm gửi quà cho mình để giúp mình trở lại cái tiến trình về để theo kiểu làm video. Thì nói chung là có nhiều bạn đã gửi quà, thì trong phần inbox này nó lưu như hiện giờ thì các bạn thấy nó quá nhiều cái co bớt với Greenia, do đợt này mình phải farm invention tụt lồn. Thành ra đây có thể nói đến như là ông TK Noob, ông này cũng hay send cho mình rồi. Về ông thêm những ông người Holy One này, Blade này, tuy nhiên đa phần là toàn những người chơi thân với mình thôi. Có nhiều ông thì chẳng hạn như ông UMR này, nói chung là có những mình này, mình có nhiều người rồi, Nightmare thì cũng hay ấy rồi, không có gì đông này. Tóm lại Strong là ông này cũng nghĩ ấy, nhưng ý là có nhiều bạn nhưng mình rất là cảm động, đó là bạn ấy đéo chơi, chính xác mẹ ra là bạn nghỉ game mấy tháng rồi bạn đéo chơi, nhưng mà bạn ấy quyết định vào lại nick để gửi quà cho mình rồi bạn lại nghỉ game tiếp. Nói chung là cảm động phết. Có những đấy cái kiểu nói chung là các thanh niên gửi rất là nhiều thứ linh ta linh tinh, Ben nói chung mình rất là cảm kích, và đặc biệt là sự giúp đỡ rất là nhiều đến từ thằng Weibo của clan. Tại bản thân tự bạn đặt tên mình là Call Me Weibo mà DM nó đặt tên là Weibo thì mình phải gọi nó là Weibo chứ. Nói chung là đấy, nói chung là rất là nhiều người. Nhưng mà nó thật là nếu mà quanh đi quẩn lại thì mình thấy cũng chả phải nhiều tên đâu, quanh đi quẩn lại chắc chưa được khoảng 20 30 cái tên. Mà cái kênh của nói chung là mình cũng thấy một phần nào đó hơi thất vọng. Thất vọng theo kiểu buồn là theo kiểu có vẻ như là nhiều người đéo được quan tâm mình đúng không? Uhu. Ok mẹ đi. Tóm lại thì mình cảm ơn những người nào giúp đỡ mình và mình fuck you. Những cái người mà không làm không gửi gì cho mình cả. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực ra rất là có lý chứ. Em mình làm video mới nhăm rồi kéo có lúc như những lúc như này mày xin có mỗi cái format ban đầu kéo cho khi bo vẽ luôn đấy. Thế nên tóm lại đấy là phản ánh cái tiến trình của mình thì còn đùa đùa vậy thôi. Tóm lại là hiện giờ nhá, mình cũng Master Rank 19 sau 20 ngày. Thì cái vụ mà Master Rank 19 sau 20 ngày này là do một hôm mình ngu vách cờ luôn, ra là do trong kiểu test quái đi giết quái đéo để thời gian để fail. Thế tóm lại là chơi 20 ngày Master Rank 19, chứ nếu không hiện giờ đã là 20 ngày 20 rank rồi. Đấy, coi như bị chị chậm nhất một rank. Mục đích vụ Master Rank mình đã nói với các bạn đấy, không phải rớt Master Rank để khoe số Master Rank, mà rớt Master Rank ấy để cho nó unlock thêm cái điểm standing có thể farm được hàng ngày của các cái quan trọng, chẳng hạn như là cái của Q này, cái của Ochot này, cái của Fortuner này. Đấy, mục đích là những cái như thế này và của Syndicate. Thế thì về vũ khí thì cũng được giúp đỡ các bạn ấy, giúp đỡ rồi rớt rank các kiểu build. Tóm lại là Vercoler như các bạn để thấy gọi là rớt tụt cặc thì đây Warframe mình cũng cái tầm như thế này. Vũ khí thì chưa được đầy đủ lắm nhưng cũng dao động khoảng tầm 200 hơn rồi, có khoảng 300 Goblin 300 Goblin gì đấy, hiện giờ mình được khoảng 200 hơn rồi, chắc là cũng được khoảng tầm 3 phần 4 rồi. Còn Sentinel các kiểu đấy, Arcane thì thật sự là không có gì. Arcane đã đánh boss toàn mấy cái vớ va vớ vẩn chưa được ra đâu với đâu cả. Ai tắt cái gì ấy nhỉ? Đấy thế thôi, đồ đạc build biết các thứ, nói chung là slot vũ khí thì nhờ các bạn giúp đỡ thì mình cũng thừa ra khá khá. Hiện giờ thì nếu nói về cần ấy thì chắc là chả cần gì. Mấy cái vũ khí syndicate hoặc là các thứ thì mình chắc là mình phải farm sau và mình mua, chứ nó cũng chả rẻ gì, tại vì một cái vũ khí syndicate cũng khoảng 30 ba la rồi, nên cái đấy cũng không xin xỏ gì cả, nó cũng chả cần gì xin. Mục đích xin mục đích mình ăn xin các bạn ấy, trong video trước ấy mình đã nói rồi, để theo kiểu nhanh chóng trở lại cái quá trình làm video để quay lại cái mốc của khả năng làm video thôi. Còn thực ra nếu các bạn không giúp thì mình vẫn sẽ thế thôi, tại vì như ngày trước ấy, ngày trước có thằng lồn nào giúp mình đâu, mình vẫn được cái ăn cái cũ ấy thôi, chẳng qua sẽ lâu hơn, mất thời gian thôi, thì nó sẽ thành dead dead channel một thời gian gì đấy. Đấy, thông báo các bạn như vậy. Thế hiện giờ như vậy coi như là khá khá rồi, giờ mắt đang nghỉ chín rồi đấy, và đồ đạc cũng khá khá rồi. Cái vấn đề ở đây là theo kiểu mình do mình rớt như thế, thành ra là cái lượng format của mình nó chưa được chuẩn lắm, như nếu mà tính theo số format như là format con ở đây thì mình chỉ được mấy mấy cái mình hay dùng. Thì mấy cái này đi map bình thường, đi đánh các map farm tiếp cho nó khỏe. Map nào đánh quái đông thì dùng Black Mốc, còn đánh quái khỏe thì dùng ba khẩu này. Còn cái Ignis này mình mang đi để farm nguyên liệu với cả phá hòm. Mình rớt gieo các kiểu.
còn mấy khác thì kệ. Vua phim thì mình build được kiểu đúng là kiểu build rớt để cho đáp ứng được các cái nhu cầu cơ bản như con Rhino này trong mấy map đầu rồi, sau đó mình cũng chả đụng với nó nữa. Còn Trinity này thì build được đúng cái kiểu build bừa để đi được bot luôn nhé, chỉ thể lick bot Black 4 thôi. Và Ember thì cũng build bình thường để đi clear quái map rác và quái map yếu. Next thì mình là cái con mình build có vẻ chuẩn nhất, kiểu kiểu một là build lót, hai là thi thoảng sẽ vứt mình có móc ra mình nhét hơi là kiểu thể thành build tăng. Nhưng tóm lại hiện giờ mình thấy con Nex là build ổn nhất. Nhiều người hỏi tại sao mình thích con Nex, thực ra mình đéo thích con Nex mà là con Nex này nó khá là hợp lý khi mình khởi động khởi nghiệp, tuy là nó không phải là con vua phim có thể farm được ngay từ đầu. Các bạn có thể farm được con Nex con Nex thường, Nex Growth thường trước, nhưng mà còn nói chung là đây con Nex Growth thường đây, nhưng ý là theo kiểu không phải ai cũng có thể farm được Nex Growth thường với Nex ngay từ đầu, nhưng nói chung là khá này khá là tốt với new buy vì chiêu của nó có khả năng được CC khá là tốt. Và mình cũng có video riêng về nó rồi, ai muốn biết tại sao mình thích nó thì xem video riêng về nó. Thì tóm lại là nó tăng tốt nhá, nó CC tốt, nghĩa là nó khiến cho quái không đánh được team mình ấy, quái sẽ đánh vào những con xa đầu nó tạo ra, và còn nó có khả năng lót rất là tốt, thích hợp cho kiểu giai đoạn đầu như vai ấy, kiểu kiếm được nhiều tài nguyên hơn chẳng hạn, là một thứ quan rất là quan trọng đối với như vai đó tài nguyên. Sau thì kiểu mèo miếc các thứ cũng có rồi, và mình up random ra được con mèo có cái màu khá là rare. Ngoài ra còn một con mèo AK đây đó sẽ meta, còn cái con mình gấp ra với con Adaza cũng được lông vàng, nói chung up random hai con mèo khá là cute hoặc lối Sentinel các thứ cũng đây. Tóm lại là súng lục và melee thì vẫn như buổi ấy, tóm lại là hiện giờ có mỗi mấy khẩu súng chính chỉ đủ để đi map thôi, để đáp ứng nhu cầu rớt thôi, thì nên các bạn có thể nói là form mà chưa từng gọi về gì cả. Thế thì tiếp theo thì mục đích của video này để thông báo tiến trình mình đang đến đâu đến đâu và đến đâu. Thế hiện giờ nhá, hiện giờ đến cái mốc này thì mình farm syndicate các kiểu đà điểu, thì mục đích bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển sang là kiểu cày nốt rank còn với cái vô bình syndicate. Sau đó thì mình sẽ cố rớt thêm một rank thêm mấy một thời gian nữa, nó không chắc sẽ không lên được mắt từ rank 26 27 đâu, nhưng mà mình sẽ cố rớt lên khoảng tầm 20 21 22 gì đấy, đến đoạn đấy mình sẽ bị chững lại rồi mình không còn đồ để ấy nữa, thì mình lúc đấy sẽ bắt đầu đi vào theo kiểu format từng thứ một và theo kiểu farm đàng hoàng từng thứ một. Kiểu đến lúc đấy cũng không cần phải chạy master rank nữa, tại vì mình tính ra trong vòng khoảng 3-4 ngày nữa là mình đã đạt được rank 5, rank 4, à rank 5 của Fortuner với cả rank 5 của Status rồi, là gần như là không còn cần master rank làm gì nữa. Tất nhiên là điểm master rank nó sẽ giúp cho hàng ngày farm được nhiều điểm của hai cái đấy hơn, nhưng mà mình đã đạt được rank 5 rồi, mình đã unlock được hết tính năng đó rồi ấy, thì đến lúc đấy cũng không quá quan trọng nữa. Sau đấy thì mình sẽ phải đấy nhá, nó lại như vậy, đến đấy mình sẽ bắt đầu format lại mọi thứ. Format lại mọi thứ đấy thì cũng sẽ mất thời gian, nhưng mà sẽ nói chung sẽ đáp ứng được, chẳng hạn như mình cần làm video về vũ khí A à, thì cũng sẽ mất được khoảng 1-2 ngày là mình sẽ có thể làm được về vũ khí A đấy. Tất nhiên là nó sẽ không có sẵn như mình, có nghĩa bây giờ nó khác khác ác cũ rồi, do ác cũ là mình format tất tần tật cả game, còn ác này là cần đến cái gì hoặc là mình làm video cái gì mình phải format đến cái đấy. Và format thì như các bạn biết là trong ác cũ nhá, tôi nói thật mình để format hết cái đống trong ác cũ ấy, các bạn sẽ mất khoảng 20.000 ba la để mua format bundle ấy nhá, để mua format ban đầu sẽ mất 20.000 ba la. Thế mà trong cái thành ra là trong cái arc này sẽ chắc chắn sẽ không chưa chưa có chuyện được format đủ được cái đống item ở đâu, sau đó phải farm lại Ashwing nữa. Hiện giờ Ashwing của tôi format lại hết rồi, à không phải format lại hết mà build còn chưa đủ để build qua Ashwing, hiện giờ thiếu rất thiếu Titan. Nightwave thì hiện giờ rớt được đến 27 rồi, chắc là tuần sau phải phải tuần sau thật phải tuần sau nữa thì tôi sẽ mắc Nightwave. Mục đích của mắc Nightwave ấy là sau khi trên 30 ấy, sau khi hoàn thành trên 30 nó sẽ cho những cái điểm là Career of cái điểm Career của Nightwave ấy, thì để lúc đấy tôi sẽ farm liên tục để kiểu mua Nighten, tại vì mới đầu New Buy rất là thiếu Nighten, hiểu không? Mấy cái thứ kia thì kiểu mẹ ở đây đã. Đấy. Vậy thông báo với các bạn như vậy, có nghĩa hiện giờ là 20 ngày thì mắc cho rank 19 thôi. Đồ đạc thì cũng khá khá rồi nhưng mà format chưa đáp ứng được. Bắt đầu chuyển rớt rank sang những cái vũ khí theo kiểu ít đụng chạm đến, như là vũ khí Syndicate rồi những cái vũ khí phiên bản Watt rồi Prisma các thứ sẽ cố kiếm. Tất nhiên cũng kéo phải nôn tiền ra chứ mấy cái đấy đéo ai cho. Cũng khá là mệt mỏi. Sau đó thì bắt đầu cũng phải build lại sang Ashwing. Đấy. Thế thôi. Chắc là nếu mà để thống kê kiểu những cái gì cần làm thì chắc trong khoảng phải không một tuần nữa, tại vì 3-4 ngày nữa mắc rank Fortuner mắc rank Status thì sẽ khoảng phải 3-4 ngày nữa thứ để xác định cái kiểu build đồ của hai cái làng đấy vân 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 vân. Tóm lại sẽ mất khoảng tầm một tuần nữa để khá là ổn định mọi mặt. Thế á nha, cảm ơn nha, nói chung là cảm ơn những bạn đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Ok. Còn cái vụ như ngoài lề là
nhiều bạn bảo mình tư vấn quảng cáo cho bác chú anh Tú. Thì đây là cái cá nhân của tôi quảng cáo các đồ nên tôi hay mua của ông đấy, thì tôi nói thế thôi, tôi hay mua ở lại chú anh Tú thì tôi mua ở lại chú anh Tú thôi. Còn lại cái việc mua ba la phải đưa ác ấy, cái đít mẹ, các bạn mua ba la chính, các bạn mua ba la từ đây e thì các bạn cũng phải nhập ác với bạn vào chứ, họ mua ba la hộ các bạn thì họ cũng phải nhập ác của các bạn và nhập ác của các bạn vào nhập mua ba la chứ. Thì mẹ mua ba la không phải nhập ác. Có người bảo là hôm trước ông Tú đã đăng là có người hỏi là mua ba la phải đưa ác à, thế thì thôi nhé, thôi tất nhiên mua ba la phải đưa ác chứ, ông đéo đưa ác cho họ thì họ mua ba la làm gì. Thì ông đéo hiểu nghĩ cái gì, thời đại nào rồi mà mua, ý ý là thời đại nào rồi mua đồ mà không phải đăng nhập. Không không nói riêng game này nhé, tôi không nói riêng game này, tôi nói như nhiều nhiều game hoặc là ngay ngoài đời các bạn mua bán cái gì mà các bạn không phải đăng nhập, what the fuck, chắc chắn là phải đăng nhập vào thì mới mua ăn chứ. Bác ở mua ba la phải đưa ác à, tất nhiên mua ba la không đưa ác thì mua kiểu đéo gì. Ngay cả chính bản thân các bạn, giả sử các bạn tự nhé, giả sử các bạn tự mua ba la, các bạn không đăng nhập thì các bạn mua cái gì, hỏi ngu với cái lờ, hỏi hỏi cái tôi không muốn xúc phạm đâu, nhưng mà thật hỏi ngu với cái lờ ấy. Đấy nhá, bye bye.